Thì trở lại cái dấu này. Dấu này á, đúng ra là nó phát xuất từ miền Bắc nước Việt từ năm 1978. Thì lúc ở trong những cái trại tù Bắc Hà hay trại Đầm Đùng, ở những cái trại lớn á, mà lúc đó năm 79 thì Trung Quốc nó đánh vô ngoài Bắc á, thì trong tù cũng có những bác đạo Cao Đài á, thì họ mới không có biết cầu cứu đâu, thì họ lấy lập cái bàn cờ, họ cầu cơ thì được các chư thần như mấy vị giống như ngày của mình, mấy ngày nước Việt á, với ông Sơn Tinh Thủy Tinh đổ ngoài đó, thần Hà Nội đó, thì mấy vị đó mới kêu tìm làm cái dấu này. Thì trong đó có mũ thì làm bằng mũ, có cây thì làm cây, thì đeo đeo vô để tránh được cái nạn. Tại cái dấu này á, nó có hiệu lực được tất cả các tam cõi chứng và hội đồng chư Phật chứng giám. Và cái này đích thân cha trời mẹ đất, tức là God, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế với Phật Mẫu lập ra cái đạo này. Thì tất cả chư vị thần thánh Bồ Tát gì cũng đều gia hộ cái đạo này, cái dấu hiệu này. Nói hơi cao quý vị đừng nói, mình nói nhìn chỉ nói sơ thôi, còn muốn hỏi gì để chờ gặp sư phụ kia cái hỏi, hôm nay thì chỉ nói để có cái khái niệm. Thì bất cứ mình khi mình có trong có cái linh hồn á, hay là bất cứ ai cũng phải cần ghi danh, giống như mình muốn đi Mỹ thì mình phải xin cái passport đi Mỹ, đi Canada xin passport đi Canada, thì đạo Phật thì xin passport được giảng sanh về đó, nhưng mà nói giảng sanh chứ có ai chứng minh được mình đi đâu đâu. Còn cái bên Chúa thì khi mất thần hồn được bên thánh rước, đại khái vậy. Còn cái này là được tất cả từ thần thánh Bồ Tát gì cũng welcome hết, cái này cũng giống như là bự hơn universal hơn. Nhưng mà cái này sau này sẽ thống nhất tất cả các đạo khác, nhưng mà cái ngày mà gom lại hết người ta hiểu được á, thì không biết là thời gian bao lâu nha. Năm 78 tất cả mấy bác trong trại tù, nếu những mấy bác bây giờ cũng quy tiền cũng muốn hết rồi, nhưng mà việc nói này thì có một số mấy bác còn sống người ta nhớ đó. Thì người ta lấy cây, người ta đục, người ta làm này, người ta đeo, và lấy mũ làm đeo để mà tránh cái nạn bom của Trung Cộng. Ngày xưa nó đánh vào miền Bắc á, thật sự rất là mầu nhiệm. Thì mấy bác làm đúng như lời mấy chư vị dạy á, không có bị gì hết. Rồi là từ năm 78, thì lúc đó đó cho tới ngày hôm nay thì cả thật sự lúc đó mấy bác cũng chưa biết mình sẽ được đi Mỹ hay đi đi xuất ngoại, đi ra nước ngoài nữa. Nhưng mà mấy chị gì đã nói trước mấy cái bài cơ, mà mấy cái bài sấm mà Kiệt nói á, là đi được đi hải ngoại rồi chim hiền này, sau này trở về đó là cái hàng mấy trăm năm mấy vị đều biết hết. Làm sao ngày xưa Đức Thầy Đức Huỳnh Phú Sổ biết mình sẽ đi vượt biên cả mấy trăm năm trước, mấy ngày đâu có biết. Mình chưa có đi vượt biên, mình chỉ có đi từ năm 75 tới 79 tới ngày hôm nay thôi. Nhưng mà các ngài đã biết mình phải đi, rồi mình phải trở về sau khi chiến tranh sắp xảy ra nè, rồi chim hiền bay về xây tổ lại đại khái. Là đó là đó, những cái câu chuyện là vậy. Thì hôm nay mình chỉ nói riêng cái dấu hiệu này thôi, để cho quý vị hiểu. Thì sẽ thống nhất hết tất cả các đạo trong tương lai. Hôm nay mình nói sẽ đụng chạm rất là lớn, nhưng mà xin lỗi các bác, các đại trưởng lão ngoài kia, mấy đại hồng y ông cha đó, mình chỉ truyền tin thôi à. Còn các chị vậy muốn hỏi gì phải gặp Chúa hỏi, tôi không biết, ngài sắp xuất hiện đó. Gặp Phật Di Lặc hỏi.
như là nói về cái khung sơ sơ, giới thiệu cái khung sơ sơ thôi, nhưng mà cái này mà nói á, nhiều lắm. Thì hôm nay chị nói sơ sơ về những cái clip sau, về quý vị nào muốn hỏi về comment gì đó chị sẽ nói rõ hơn, chị nói đại khái cái ý nó xuất xứ từ đâu và ra đời đâu. Cái dấu này á, dấu của Ngọc Hoàng Thượng Đế thì đích thân Kiệt á, những bà chị Kiệt mà là chị Kiệt chị trên trời nha, chị có 10 thì thường á, kể chuyện trên trời cho Kiệt nghe. Thì có một lần cách đây 4-5 năm thì mà mấy mấy chơi mấy gì trên kể á, là lúc mà Big Ben, không phải mình thì gọi Big Ben không biết sao, hàng tỷ 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 năm, mà tỷ năm của trên trời không biết như mình là bao nhiêu á, lâu xa xưa lâu lắm, lúc mà cái vũ trụ nổ ra thì ở trên không gian á, trên vũ trụ á, có một cái tảng đá gọi thiên thạch lớn khổng lồ, có cái hình này nè, hình chữ thập ở dưới cái trái tim. Thì cha là khí dương, mẹ là khí âm, hai mới có ấy lại thì mới tạo ra 24 người con, 12 người anh trai, 12 người con gái đầu tiên trong vũ trụ. Và sau đó tạo ra các cái tầng trời, rồi tạo ra các chư Phật, chư Bồ Tát, Phật Bồ Tát, thánh thần đều là giống như kỹ sư, rồi tiến sĩ, thạc sĩ, rồi người PhD rồi vậy đó thôi, là tất cả cũng đều là con của Thượng Đế hết. Nó thì khi mình ở chảnh, mình ỷ lại quá thì mình không có biết khổ, thì cho nên cha mới thành lập cái trái đất này để cho mình xuống đây mình học hỏi, học xong rồi mình đi về. Đại khái vậy thôi à, cái câu chuyện là tóm tắt lời lại cũng phải về hết, cả cái những cái người ác ngày hôm nay cũng phải đi về nữa, nhưng mà cái quan trọng là về trước hay về sau thôi. Người ta về trước hàng tỷ năm, còn những người kia về sau hàng tỷ năm, đó là đại khái. Ai cũng thành Phật hết, ai cũng sẽ về hết. Thì hồi thì cái ai cũng sẽ thoát luân hồi sinh tử. Cái đạo mới cha lập ra chỉ thờ ở thượng cha trời mẹ đất, nhưng mà đạo Phật đó là một cái process, cho nên giống như cái này á, giống như đạo Công giáo thời xưa cưỡi ngựa bắn cung, thì thời nay á, bấm máy vi tính điện toán rồi đi ngoài không gian thì cha upgrade lên, nó giống như đạo Công giáo mà được upgrade gì đó, là học Phật, ngồi thiền, đọc học triết lý, Phật là triết lý, để biết tại sao mình lại thích tham tiền, tại sao mình thích tham gái, tại sao mình thích này, thích đủ thứ đó. Thì dùng cái process của bên Phật, nhưng nó rất là cái công thức á, ở trên đặt ra cho kỳ này á, nó là trung dung. Bên Phật quá khó, bên Công giáo thì vậy, cho nên lấy khúc giữa gọi là thiên đạo, gọi là đạo trời pháp Phật.